Vâng, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Tiền Zombie V4 của mình. Hôm nay mình sẽ làm một khẩu súng có thể nói là rất ít người biết tới là nó còn tồn tại trong đột kích. Đó là khẩu M4A1 carbine. Cái khẩu súng này trong quả cầu may mắn V-Coin ấy. Nhưng mà nó bởi vì nó bắn kích bắn nó khá là lạ nên là ít người quay khẩu này. Ui dồn luôn. Đang định bắn test cho mọi người test luôn. Nàng con tia chớp này cân tim nhanh không mà. Bà Z, úi trời ơi, thơm chưa? Mày chạy đâu? Con tia chớp này là nó có sự bá đạo riêng của nó, nào nhìn nó cũng phải khiếp luôn. Chống choáng, chống lùi rất tốt ở con tia chớp này. Chạy nhanh nữa. TMP à? Mấy khẩu súng đi săn này nó rũi mình đơ luôn, không chạy. Úi giời ơi, bị dồn gôn. Biết ngay là quay lại mà chết rồi còn tí máu này mày chạy tìm bí. Úi giời chạy làm sao được kẹt luôn nhá. Các bạn nhìn con xanh lẻ đó, thấy được sự khiếp hãi của nó rồi. Hồi tí máu á tí là úi giời ơi mày vào đây solo luôn này, không có hồi máu con này. Chém con đấy phải đến 4-5 nghìn con đấy. Mày đi luôn, ăn luôn hai con hero nữa. Còn có tí máu cân luôn hai hero nhá. Đây, các bạn nhìn cái khẩu súng này nó rất là nhìn nó rất là bự bựa. Cách bắn của khẩu súng này cũng rất là khác. Là tí nữa mình sẽ bắn cho mọi người xem. À, cua này lét chưa? Úi, lọt chưa? 2, 1. Đây các bạn nhìn nhé, bắn này bắn từng viên một chứ nó không bắn theo chùm như giờ các súng Rai, các súng dòng Rai khác. Rũi lì chuột là không bắn ra đâu, cứ phải ấn liên tục tách 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 cơ. Đây các bạn nhìn uy lực của nó khá là ổn. Thế đạn cũng gọi là được. Cũng chưa cũng không nhanh lắm. Nhìn thì khẩu súng này sản xuất như nghe năm 1918 mấy. Ý, ăn luôn này, không còn này phải muộn hơn thế. Bởi vì các bạn nhìn nó bắn nó bựa nào ấy. Nhưng mà cũng khá là hay. Ui. Ui. Ui giờ đêm ngon chưa? Con này đứng ở chỗ cao cao này chích nhau sướng ấy. Cái nào đã đập chết em rồi này. Ra đây ra đây đúng không? Ui giời. Mình bắn rồi mà không kịp chạy. Đâu có từ sang đây solo luôn này. Các bạn nhìn nhá. Đấy úi giời ơi giữ vào đầu này. Cái khẩu này zoom mà cứ nào thẳng lên thế là solo luôn, không có gì xoắn. Rồi mình xuống đây. Nhầm nháy, thẳng luôn, không có gì xoắn. Đi luôn, hai phát. Nhìn nhầm nháy, trốn chứ. Rồi, trong nó loop ở đây rồi. À, hút à? Mày ra đây. Đúng rồi, đứng, sang đi. Úi giời, đáng nào cái miệng chưa? Hết giờ rồi chứ. Đèn tế. Mình đã định sang rồi, kia điên lao vào, thế chết luôn. À, nhiều bạn bảo mình làm đi làm lại mấy khẩu súng VIP hay là mấy khẩu KC. À, mình, giờ mình làm luôn cái khẩu súng cổ này. Các bạn, chắc là các bạn... mình nói thật là ít người biết luôn. Khẩu này mình cũng nhìn trong kho đồ cũng khá là lạ. 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2. Các bạn nhìn cách bắn của nó kiểu gì ở từng viên một đấy. Nó không ăn được nhiều đêm trong bắn người. Nên là ít người chơi. Nên là ít người chơi. Còn tiền trước nên đây thì mình đến đây mình cua một mã. Úi giời không kiểm chạy. Vâng mày đi đâu?
mày thế nào nó đáp cả mù, thế là bọn chiến binh nó không nhìn thấy mình lên đây. Không chạy à? Úi giời ơi. Mày đi này. Ui bom. Thế rồi, còn 200 máu đánh đấm gì? Mày chết. Mất cái bắn mình mất viên đạn. Vãi, đi dồn gôn các bạn thủ dâm trong nhà này, đánh đấm gì? Nên cả con bà Zen này chưa? Dễ ăn. Nó chui vào trong rồi. Rồi anh em tập trung sơi hàng con này nào, để nó bắn vào rẽ thế chết à. Mày hero đi ăn đuổi. Úi giời ơi, từ từ đợi mình gọi đồng đội đấy. Đây rồi, đuổi lại. Mày chết đi, đi đâu. Thôi được 2000 của nó phá đi. Úi giời, quá vi diệu, túng tên nhân vật luôn, chém phát đại ảo thật. Mọi người xem clip nhớ like và subscribe kênh mình nhá, cảm ơn mọi người nhiều. Về làm clip mà chỉ mong các bạn like và đăng ký kênh nhiều đấy, mà mong muốn lớn nhất của mỗi người làm clip như mình. Được. Nhìn đây. Nó đùa các bạn, nhìn các bắn khẩu này nhìn bữa bữa bắn từ nãy giờ ngon phết ấy, đêm nên nó ầm 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 ấy. Bây giờ khẩu này chỉ muốn cái con nào mà nó đứng đờ ấy, chích từng viên vào đầu phát phê lắm. Nó là núp à? Úi giời, sướng không? Thấy các bạn thấy chích xa viên nào chuẩn viên đấy, không lệch một viên luôn. Úi giời ơi, chạy, đứng cái solo nữa. À, tớ sợ, núp trong nhà rồi. Toàn quay non này, bọn kia. Mày thôi, khác nó ăn mất của mình rồi. Úi giời ơi, mày thế mất giáp, tí nữa thì chết rồi. Mày ra đây, mày sang đây, nhầm nhảy nhá. Ui đồng quá, hero đi. Úi giời, nhầm nhảy. Thôi, nhảy vẫn đây thì mịt, đèn thế. Mày chết này. À, xuống hết đây, còn nguyên 7000 cơ mà. Con từ Minotaur đã chết rồi. Úi giời, đi đâu. Nó dồn cho mình ăn, thơm thế. Đồng đội tốt. Thôi, con này đồ kia chắc xong hết, xong hết máu. Mình đã bảo là cái link super hero của mình ấy bị dính code Hunter rồi, nên là nick đây hiện giờ là đang bị khóa vĩnh viễn. Nên là mình bây giờ hiện giờ mình sẽ làm clip và link Zaka Fantasy đấy nhá. Nick không biết sao link super hero kia ai chơi cái gì mà nguyên hack hay là chơi đều gì không mà bị khóa vĩnh viễn luôn. Chạy ra rồi, chờ máu quá. Con này nhảy ảo như mình bắn như thế nó cứ nhảy ầm 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 ấy. Mày đồng đội tốt rũi bao nhiêu đạn người mà. Thôi mình lên đây. Ồ, không dám lên luôn. Chết chưa?
Ra đây. Đồng quá, cứ đến đây chích rồi ạ. Úi giời ơi, đạn cái lúc này cấn này. Chạy bù đi. Thế chạy được rồi. Mày đi đây này. Người ta đã đông quá, đứng trên đây toàn toàn chết chùm luôn. Lên đây nào. Nhầm nhá, nhầm nhá, thơm. Hết đấy. Úi chạy rồi. Ui. Đậu phộng như nó phát ra cào áo thế. Mình chủ quan quá. Phí bắt hero. Đang hero thơm. Con này vẫn chưa chết cả. Câu giờ nhanh thế. Mù này, cái thói quen đã mù vào trận không thể bỏ được. Trước lúc mới chơi mình cũng toàn thủ dâm thôi, nhưng mà dần dần tập đi săn bây giờ thủ dâm đối với mình bình thường lắm, chứ không nhiều như bạn thấy nó thủ dâm không cào được, chửi đi chửi lại kinh lắm. Bởi vì mỗi người đều có một cách bắn mà, nhiều bạn tay không nhanh hay là mới tập chơi thì cũng chỉ đứng một chỗ thôi, chứ làm sao mà chạy các thứ được. Đấy, đứng trên đây chích như ba Z luôn nhá. Đùa bắn trên đây lại hay chứ ăn bao nhiêu kin này. Súng mình chỉ hơn 200 viên thôi, nhưng mà cái loại súng này để bắn cả trận cháy đạn. Nhìn nháy à, luôn. Úi giời, đậu phộng nó, con kia tiên đâu nào ra. Mày núp này, là mình mất cái giáp. Ôi đi, té này đã mất giáp rồi, không thể hổ của báo rồi. Ui, úi giời, thơm. Hai con quái lon này mình dỉa cho thì vỡ mồm. Đông vậy, bốn con liền. Mày ăn bom của tao kìa. Headshot này. Dùng này solo 1-1 không có xoắn. Ui giời ơi. Đâu ra đây. Đợi một lúc không thấy đâu, tiên mình nhảy xuống thì nó nào ra được. Ui giời. Sao lại thú dâm đấy không để ý à? Có 500 máu mình lên mình cào cái lũ này. Bi-zo-gôn. Ba hero à? Mình mắc tiến hóa mà xoắn cái gì? Rồi, anh em vào trước đi, mình hồi tí máu đã. Đừng quên đi tá, hổ báo thế. Chưa tiến hóa lao lên. Ý trời ơi, sao hết thời gian rồi. Vào đi. Ăn luôn, có 2.000 thôi, có nữa đâu. Đây rồi. Ăn luôn. Ui hai em luôn. Con này kia, con kia rồi. Ui ôi, còn có mấy giây này giết nó. Chết không? Không kịp được. Hết mất thời gian rồi. Mình còn nguyên 7.000 máu luôn nhá. Khẩu này nhìn đùa, nhìn khẩu này cũng đẹp phết đấy. Đây, nó nạ à. Ui giời. Ba Z còn gạ đổi này. Đây. Ui giời, súng. Nhìn thân thì phình ra, lòng thì thon dài. Khá đẹp. Màu sắc khẩu này giống cái khẩu Winchester. Y hệt luôn. Chết đi. Ô, có hai con zoom này. Bắn sướng chưa? Con này cho lúp lúp ở đây này. Hai con zoom mình làm ăn gì? Mày núp à? Núp này. Nó ra đây. Đúng rồi. Giờ mình lừa lừa mình phạt nó, phát nó đỡ đuổi. Té ra, đông 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 đông.
có ba con mà nó chết xong nó toàn hồi sinh ở chỗ mình như này thì vỡ mồm. Úi giời, hay lắm. Khó, nó cào mãi được một con kia lại đập bất xử con zoom rồi. Làm ăn gì? Rồi pha tiếp. Mày chết này, cận chiến luôn nhá. Em nữa ra đây. Ui, phải lục mạnh quá, toàn đỡ tay rồi. Chín luôn. Ra đây. Chín luôn, hai cận chiến nhá. Còn mỗi một mình có tơ thì khổ thật nó quá. Ui, phí mất của bom. Này, xuống đây solo luôn này. Úi giời, con này bán ảo thật. Đầu tư vào đây. Mình chạy lên đây bắn nó sướng. Đỡ chết. Hay lắm. Hết thời gian rồi các bạn mới cào chết được người là thế nào nhỉ. Thôi xin chào các bạn nha. Hết trận rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.